Những điều ít người biết về vợ con của nghệ sĩ nhân dân Trung Anh ngoài đời. Bên cạnh sự nghiệp thành công, ngoài đời, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh còn có một gia đình hạnh phúc. Chuyện tình đẹp giữa nghệ sĩ nhân dân Trung Anh và bà xã khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu thích. Bên cạnh công việc ở nhà hát kịch Việt Nam, ông còn gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong những bộ phim truyền hình như Người Phán Xử, Về Nhà Đi Con, Thương Ngày Nắng Về. Bên cạnh sự nghiệp thành công, ngoài đời, nghệ sĩ Trung Anh còn có một gia đình hạnh phúc. Vốn là người kín tiếng nên mọi thông tin về gia đình nhỏ đều được nam nghệ sĩ chia sẻ rất ít ỏi trước truyền thông. Ngay cả khi đăng tải hình ảnh vợ con lên mạng xã hội, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cũng dứt khoát không tác tên vợ con vào. Đặc biệt là hai vợ chồng nam nghệ sĩ dù đã gắn bó với nhau hơn 2 thập kỷ nhưng vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Mới đây, trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Trung Anh thu hút sự chú ý từ khán giả khi đăng tải bức hình quý giá nhân kỷ niệm 24 năm ngày cưới. Trong ảnh, nghệ sĩ Trung Anh khi đó là một chàng trai trẻ trung, khôi ngô, còn bà xã của ông xinh xắn nhẹ nhàng. Đây cũng là lần hiếm hoi ông bố quốc dân chia sẻ hình ảnh cùng vợ con lên mạng xã hội. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ còn hài hước kể chuyện bà xã nhắc khéo ngày kỷ niệm. Hôm qua đang yên lành, bỗng dưng vợ tôi nhẹ nhàng quay sang hỏi: "Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?" Não tôi nhảy lách cách như máy tính, chán lấm tấm mồ hôi, rồi miệng cũng bất ngờ thốt ra: "Là kỷ niệm ngày cưới." Tôi đang tự phục mình vì câu hỏi khó như vậy mà vượt qua được, thì câu tiếp theo còn nhẹ nhàng hơn. Vợ tôi tiếp: "Thế anh có nhớ giờ này, ngày này năm ấy, anh đang làm gì không?" Nhớ ngày cưới đã là thiên tài rồi, lại còn nhớ trước một ngày nữa, thì máy tính não lại nhảy lách cách, nhưng chịu, không đưa ra được đáp án. Tôi vẫn bình tĩnh trả lời: "Trước ngày cưới thì đương nhiên là đang chuẩn bị cho đám cưới." Vợ tôi cười rồi thủng thẳng: "Giờ này ngày này, cách đây 24 năm, anh đang chơi bài với các bạn thân của anh. Em sang bảo đưa em về lấy bộ ấm chén mai tiếp khách mà anh không đi, cứ ngồi chơi bài. Sao lại có chuyện đó nhỉ? Sao mình không nhớ nhỉ? Nghĩ lại, nếu là chuyện ấy có thật, thì thấy mình liều thật. Ngày đó sao dũng cảm thế?" Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh kết hôn ở tuổi 36, bà xã của ông tên là Minh Hiếu. Kém chồng 10 tuổi và làm kế toán. Chị sống cùng khu phố và lại là fan của anh, nên khi về chung một nhà, chị dễ dàng hiểu và thông cảm cho công việc của nam nghệ sĩ. Do tính chất công việc làm nghệ thuật nên nghệ sĩ Trung Anh thường xuyên vắng nhà. Bởi vậy chị Minh Hiếu đảm nhiệm việc tề gia nội trợ, chăm lo con cái. Ngày xưa, thời đi diễn với anh em nhà hát kịch Việt Nam cả tháng dọc miền Trung, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, bà xã hồi ấy cực kỳ vất vả vì vừa đi làm vừa trông con. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh từng nói: "Anh may mắn vì bà xã vất vả nhưng không kêu ca bao giờ, âm thầm ủng hộ chồng." Chị Hiếu từng chia sẻ, luôn giữ thói quen xem tất cả phim chồng đóng. Ít ai biết, hầu hết những vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Trung Anh đều có sự nhận xét, góp ý từ người bạn đời. Có lần, hỏi nghệ sĩ Trung Anh xem vợ có đòi đi quay phim cùng không. Ông cười đáp, hồi đang yêu nhau có đưa đến chỗ quay phim vài bữa. Đó là phim ông quay cùng nghệ sĩ Minh Hằng. Sau vài lần hỏi han thì không bao giờ muốn đi nữa. Trong một bài phỏng vấn năm 2017, vợ của nghệ sĩ Trung Anh tâm sự rằng hai vợ chồng chị tận dụng triệt để quy luật bù trừ của tạo hóa, có nghĩa là về ngoại hình, chồng cao, tôi thấp, chồng gầy, tôi béo, chồng nói ít, tôi nói nhiều. Kể cả công việc cũng thế, công việc của chồng tôi là liên quan hoàn toàn đến giá trị văn hóa, tinh thần, còn tôi thì công việc liên quan đến tiền tệ, vật chất. Vì thế chúng tôi có sự bù trừ cho nhau, nên khi sống với nhau, chúng tôi cảm thấy dễ chịu vì không có sự xâm phạm hay ý kiến về công việc và cách sống của nhau, chị Hiếu cho biết. Trong cuộc sống hôn nhân, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh luôn yêu thương, cưng chiều vợ như ngày mới cưới. Dù bận đến đâu, ông vẫn dành thời gian quan tâm gia đình, phụ vợ chăm sóc, dạy bảo các con. Không chỉ thể hiện bằng hành động, nam diễn viên còn thường xuyên
dùng những lời có cánh để nịnh vợ. Trung Anh từng trả lời phỏng vấn rằng đã nói cảm ơn vợ khi con giành được học bổng. Chỉ một hành động nhỏ nhưng tinh tế đã cho thấy nam diễn viên trân trọng bạn đời đến nhường nào. Sau 24 năm kết hôn, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Trung Anh có với nhau hai người con, một trai và một gái. Cả hai đều du học và đều không theo nghề của bố. Cậu cả học IT, cô út lại chọn ngành tự nhiên. Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ đã chia tay cô con gái đi du học. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam nghệ sĩ tâm sự: hạnh phúc với tôi hiện tại là những bữa cơm quây quần bên gia đình và được thử sức với những dạng vai mới. Thành danh không có nghĩa là ngừng cống hiến, ông nói. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh sinh năm 1961 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Từng có một tuổi thơ đầy đau thương và mất mát vì chiến tranh. Năm 17 tuổi, ông trở thành một trong những hạt nhân đầu tiên của lớp đào tạo diễn viên khóa 1 Nhà hát kịch Việt Nam cùng với Lan Hương, Đỗ Kỷ, Quốc Khánh, Trọng Trinh. Nam nghệ sĩ được khán giả truyền hình yêu thích qua các bộ phim như Nơi ẩn nấp bình yên, Ngự lâm không kiếm, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Nếp nhà. Năm 2017, với vai Lương Bổng trong phim Người phán xử, ông nhận được giải thưởng Cánh diều vàng cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc. Thời gian gần đây, Trung Anh tiếp tục gây sốt với bộ phim chủ đề gia đình Về nhà đi con. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh mới chia tay Nhà hát kịch Việt Nam để nghỉ chế độ từ tháng 10 năm 2021. Ông nhận chủ nhiệm một lớp diễn viên ở Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hiện nam nghệ sĩ đang gây chú ý với vai ông Hùng, bố của Đức Xuân trong phim Thương ngày nắng về. Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cho biết: đúng là cuộc sống của tôi không có gì xáo trộn cả. Chỉ có điều là cả hai con đều đã đi học ở nước ngoài, nên hai vợ chồng tôi ở nhà cũng hơi buồn. Hai tuần nay tôi đã vào Đại học Sân khấu Điện ảnh dạy chuyên môn trực tiếp cho sinh viên rồi. Nói chung về hưu vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Chỉ có điều tôi không còn là người của nhà hát kịch và đi làm ngoài thì không cần phải báo cáo nhà hát nữa. Cuộc đời và sự nghiệp nhiều dấu ấn của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Tình cờ đến với nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội, tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, quê gốc ở Hưng Yên, là một diễn viên, đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói Việt Nam. Theo chia sẻ, ông đến với nghệ thuật hoàn toàn tình cờ do sự ham vui của tuổi trẻ. Được biết, trong thời gian chờ kết quả thi đại học, ông được bạn bè trong khu phố rủ đi thi tuyển và qua đảng nghệ thuật Hà Nội. Đang lúc rỗi rãi, Hoàng Dũng theo chúng bạn cho biết, không ngờ đỗ thật. Theo lời kể của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, ông được vào trường nhờ sự bảo lãnh của thầy giáo, nghệ sĩ nhân dân. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 1978, Hoàng Dũng về công tác tại Đoàn Kịch Nói Hà Nội, trụ sở ở số 8B Tạ Hiện. Năm 1993, Đoàn Kịch Hà Nội được nâng cấp thành Nhà hát kịch Hà Nội và được cấp giáp công nhân. Hoàng Dũng làm phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2002 và làm giám đốc nhà hát từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 1 năm 2017 thì ông chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao nhất mà nhà nước Việt Nam trao tặng cho những người biểu diễn nghệ thuật năm 2007. Ngoài cương vị giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, Hoàng Dũng còn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên hội đồng nghệ thuật của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội sân khấu Hà Nội, ủy viên hội đồng nghệ thuật của thành phố Hà Nội. Sự nghiệp nhiều dấu ấn. Trên sân khấu kịch, Hoàng Dũng được ví như một con dao pha, nghĩa là ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ. Đến với sân khấu bằng cái duyên, sự say mê, sân khấu mang đến cho ông nhiều vai diễn ấn tượng. Ông nổi lên từ nhân vật phó giám đốc chính trong vở Tôi và Chúng Ta của Đoàn Kịch Hà Nội. Vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ làm nên tên tuổi Nhà hát kịch Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Quân Tạo, nguyên giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, các nghệ sĩ đã diễn hơn 1.000 đêm kể từ khi ra mắt vào năm 1985. Loạt vai diễn sau này làm nên nghệ sĩ Hoàng Dũng không thể không kể tới vai Cả Khoa trong Cát Bụi, vai bác sĩ
trong bình minh đó trái tim anh. Thầy khóa trong thầy khóa làng tôi. Lãm trong Hà Nội đêm trở gió. Hai Hùng trong ăn mày dĩ vãng. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng từng đóng phim điện ảnh Tướng về hưu cùng nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc. Năm 2020, ông đóng một vai trong phim Gái giả lắm chiêu năm nhưng chưa công chiếu chính thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ở lĩnh vực truyền hình, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có nhiều vai diễn đáng nhớ trong Cuồng Phong, Đàn Trời. Phải tới khi nghỉ hưu đầu năm 2017, Hoàng Dũng mới thực sự thăng hoa ở lĩnh vực truyền hình trong các phim Người Phán Xử, Về Nhà Đi Con, Sinh Tử, Những Ngày Không Quên, Hồ Sơ Cá Sấu. Gia đình êm ấm. Hoàng Dũng và vợ có hai con trai. Người con trai lớn của ông là Hoàng Duy cũng từng tham gia đóng một số vai nhỏ trong các phim và hoạt cảnh truyền hình. Vợ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng không làm trong lĩnh vực nghệ thuật mà là một giáo viên mầm non, ít khi xuất hiện trước công chúng. Sau khi kết hôn, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc các con. Tới khi sự nghiệp của Hoàng Dũng có chút thành tựu, vợ ông quyết định mở một tiệm quần áo nhỏ và vun vén kinh tế cho chồng yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng từng có những giây phút trải lòng rất cảm động về người bạn đời của mình trong chương trình Lời Tự Sự của VTV. Ông kể, vợ mình là người hiền lành, không giỏi chuyện đối đáp bên ngoài. Hoàng Dũng từng chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi, đó là tôi đã chọn được nghề đúng và tương đối thành công trong sự nghiệp của mình. Tôi có một gia đình êm ấm, và ở tuổi về hưu, tôi vẫn được cống hiến, được khán giả ghi nhận. Thì đó chính là điều mà tôi rất tự hào. Lúc về hưu, dù thỉnh thoảng có đi diễn rồi tham gia nghệ thuật, song nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng dành rất nhiều thời gian để ở bên gia đình và bù đắp cho vợ những tháng ngày khó khăn trước đó. Sự lãng mạn khi về già mà ông dành cho vợ, đó chính là thỉnh thoảng vợ chồng đưa nhau đi du lịch và đi thăm thú các cảnh đẹp trong nước. Thông tin nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua đời chiều ngày 14 tháng 2 năm 2021 ở tuổi 65 khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả tiếc thương, bởi ông vẫn đang miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, đặc biệt xuất hiện liên tục với nhiều vai truyền hình ấn tượng trong những năm cuối đời.